Tại mình đang mặc một cái bộ đồ khá là to luôn đó các bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhảy 500 cái nha. Xung quanh cái anh sâu xa, mình có bơi xa. Ủa, tăng tốc luôn nè. Các bạn có thấy được cái sự tăng tốc của mình không? Mình đều đây. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ sau những giờ học tập căng thẳng, không cổ suý hay đi ngược lại với thuần phong mỹ. Ngày hôm nay mình sẽ làm một thử thách, đó chính là tới 5 giờ sáng cùng với chú thỏ đây. Let's go. Ok các bạn ơi, và ngày hôm nay thử thách của chúng ta đó chính là sẽ cùng nhau thức tới 5 giờ sáng nha các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ thức con một mình là chứ mình không phải là thức cùng với ai khác nữa. Nhưng mà thử thách ngày hôm nay của chúng ta sẽ cực kỳ khó, bởi vì mình đang đeo trên mình một cái chiếc mặt nạ. Oh my god, các bạn có thấy được là mình đang đeo một cái mascot thỏ của mình nè. Oh my god, mình khó thở quá. Thôi mình tức nó đi. Wow, trời ơi, thoải mái quá. Ok các bạn ơi, hello và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình và mình là Grand Day. Hello. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử thách, đó chính là thức tới 5 giờ sáng nha các bạn ơi. Yeah. Có thể là sẽ khoảng 2-3 giờ mình đi ngủ nhưng mà mình vẫn cứ đặt tiêu đề là 5 giờ sáng. Xin lỗi vì đã giật tích. Ok các bạn ơi, và ngày hôm nay đó là mình sẽ cùng nhau tiếp tục thực hiện cái thử thách đó là thức tới 5 giờ sáng nha. Như các bạn có thể thấy được đó là hiện tại là mình đang mặc trên người của mình đó chính là một cái bộ mascot thỏ, và hai cái tay của mình đó là còn có cái này nữa nè. Và thử thách ngày hôm nay của chúng ta đó chính là mình sẽ phải mặc cái bộ này và sau đó làm cái gì đó bất thường cho tới 5 giờ sáng thì thôi. Ok. Bây giờ đang là 10 giờ. Và ok, 10 giờ thì nếu bây giờ mình tính là từ đây cho tới sáng thì chúng ta sẽ còn 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi, tức là còn 7 tiếng nữa thì mình mới được đi ngủ hả? Nhưng mà ok, thử thách đầu tiên của nhiệm vụ thức tới sáng của mình đó, đó chính là mình sẽ phải nhảy dây 1000 cái. Cái đó hơi nhiều quá không ta? Mình nghĩ là khoảng 500 cái thôi là được rồi. Và mình sẽ phải mặc cái bộ này để nhảy dây. Oh my god. Thôi mình sẽ làm thôi, let's go. Hello, anh Yoseo. Và bây giờ nhiệm vụ của mình đó, đó chính là sẽ phải gọi là sử dụng một cái dây nhảy các bạn à. Và cái dây nhảy của chúng ta nó là cái này, là chính xác nó chính là cái dây nhảy. Mình có một cái bộ dây nhảy có thể đếm được. Và bây giờ mình sẽ nhảy 500 cái. Thì mình thường thấy nó hình dựng ta. Thôi đổi lại 100 cái thôi được không? Ví dụ mình mà nhảy được 100 cái thì mình sẽ nâng lên 500 cái. Ok, chứ mình thấy cái này hơi ác á. Tại mình đang mặc một cái bộ đồ khá là to luôn đó các bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhảy 500 cái nha. Đây, cho các bạn kiểm tra số luôn. Đây, các bạn thấy không? Số 0 nha. 3, 2, 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mình không cần phải đếm các bạn à. Mình không cần phải đếm. Là bởi vì là ở trên cái bộ dây này của mình á, là nó đã có cái đồ đếm sẵn rồi. Nên là mình không cần phải đếm. Mình chỉ cần nhảy thôi là nó sẽ đếm cho mình. Nhưng mà mình thấy là không khí có vẻ đang khá là căng thẳng, cho nên là mình quyết định là mình sẽ hát một bài hát của mình. Ngàn tia nắng chưa chen vì đông đã say, liệu tình có vỡ tan này sẽ ngỡ ngàng. Dù khoảng cách sâu xa vẫn cố bơi ra. Ủa, tăng tốc luôn nè. Các bạn có thấy được cái sự tăng tốc của mình chưa? Đây các bạn ơi, 100. Các bạn có thấy được cái số không? 113 cái nha. Oh my god. Nhưng mà cái này nó vẫn chưa nhầm nhò với mình cả các bạn à. Nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục luôn. Vừa chạy bộ, mình sẽ vừa đi vừa chạy bộ. Rồi, vượt qua chính mình. Mình không biết nào là một con người thiếu động lực. Người ta đừng nói rồi, gì là thất bại là mẹ thành công gì đó. Ừ đó, nên là mình không thể nào từ bỏ được. Ủa, sao mới có 100 mà? À, 200 rồi. 200. Cái này hay số. 200 rồi nha mọi người. Cuối cùng 200 rồi. Mình tèo đây. Mình đang khá là vô tri và bây giờ mình đang sắp ngán tới nơi rồi các bạn à. Và mình đang trong một cái giai đoạn đó chính là không biết phải làm cái chi bo gì hết trơn á đó. Ô mày đó, mình làm gì bây giờ ta? Ok, mình nghĩ là bây giờ mình sẽ cho các bạn xem được coi là trong
phòng của mình có bao nhiêu người chơi. Ok, mình sẽ cho các bạn xem thử nha. Ok, và bây giờ là mời các bạn đã đến với một cái gọi là cái chuyến gọi là tham quan room tour của mình. Ừ, cái góc này nóng quá. Ok, mình sẽ cho các bạn xem được cái chuyến room tour bên trong phòng của mình nó sẽ như thế nào nha các bạn ơi. Ok các bạn ơi, như các bạn thấy được đó là đằng sau của mình đó chính là nó khá là bồn xộn và khá là nhiều đồ chút xíu, bởi vì là mình để nhiều đồ không cần thiết lắm. Nói chung là cũng nhiều đó, nhưng mà đại loại đây là góc làm việc. Ở đây còn có thêm một cái cây đèn guitar, organ lộn. Và phía bên chỗ này của mình á thì mình sẽ cho các bạn xem được là phòng của mình nó nhiều đồ tới mức nào nha. Ở đây là một con gấu bông của mình nè, gấu bông Minecraft này, và ở đây là một cái cây nè các bạn thấy không? Ở đây nó chỉ có cái cây thôi và nó không có cái gì ở đây hết trơn đó. Và ở đây là một cái đống block Minecraft của mình luôn. Ở trên đây thì mình có để giày, một số nhân vật mà mình yêu thích. Cái súng này là của Free Fire nhưng mà bây giờ mình hết chơi Free Fire nha mấy bạn. Đó. Rất nhiều đồ đúng không? Và đó chính là sơ qua về đằng sau cái chỗ này của mình nè. Nhiều đồ thật sự luôn á, tính ra là cũng nhiều đồ phết đúng không mấy bạn? Ôi mấy bạn ơi, mình mới nhận ra một cái điều nó rất là kinh khủng luôn, đó chính là hồi nãy tới giờ mình đã mặc ngược cái bộ đồ này rồi. Mày không tin hả? Ok, mình sẽ lột ra cho các bạn coi. Ok các bạn ơi, và nếu mà bạn nào không tin đó là hồi nãy giờ mình đang mặc ngược á, thì đây là cái mặt mà hồi nãy giờ mình mặc đúng không, nhưng mà thật ra là cái mặt đúng của nó là như vậy nè. Trời ơi, hồi nãy giờ mình mặc ngược. Ok, và sau một hồi vô chi thì bây giờ mình quyết định là mình sẽ chơi một cái game gì đó. Nhưng mà đây là khi mà mình đứng và đây là... Nó chính xác là đó là khi mà mình ngồi luôn các bạn ơi. Mình phải đang vướng cái cổ lên như thế này nè. Các bạn có thấy được cái sự cực khổ của mình không giờ đó? Và mình phải vướng cái cổ của mình xuống dưới. Nhưng mà nếu mà mình làm như vậy thì cái áo của mình, cái đồ này của mình nó sẽ hư mất. Cho nên là mình chỉ dám làm như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ, ok, thế thì bây giờ chúng ta đứng như này chơi game cũng được ha. Mình nghĩ là nó hơi kỳ cục á. Nhưng mà bây giờ còn có cách nào khác đâu. Trời ơi, bây giờ thôi thì bây giờ mình chịu khó ngồi như thế này cũng được. Mình nếu mà bạn nào không biết đó thì chúng ta để cái cổ lên vậy thì nó sẽ giúp chúng ta gọi là giảm trọng các bạn. Ok đó. Mình biết rồi, ok. Ngồi được thoải mái rồi nè. Bây giờ á, nói chung là mình chơi game mình cũng không thể nào mà thiếu được cái bao tay của mình các bạn à. Cho nên là bây giờ mình sẽ đeo cái bao tay đi vào. Ta da da. Ok, và như các bạn có thể biết được á là bây giờ mình sẽ gọi là vô chơi game để cho nó đỡ vô chi một chút xíu nha các bạn. Chứ mình cảm giác là nếu mà mình ở bên ngoài á, mình sẽ rất là vô chi luôn. Nên là bây giờ mình sẽ chơi Play Together một chút xíu vào lúc bây giờ là bao nhiêu giờ mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chơi Play Together. Xin phép các bạn mình bỏ cái tay này ra bởi vì mình ấn nút không được nên là mình phải bỏ ra, nếu không là mình không quay video được luôn á. Ngoài mình mới vô là mình đã thấy là xếp hạng cái gọi là độ nổi tiếng nè các bạn. Độ nổi tiếng của chúng ta là có chị VV là đang nằm ở top 3, còn anh Mr. Dịch của chúng ta là đang nằm ở top 4 nè, quá là đẳng cấp luôn. Và mình thì mình đang ở một top nào đó mình cũng chả biết nữa, nhưng mà thôi mình cũng không quan tâm lắm đâu. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi chơi game nha. Mình rất là thích những cái tựa game ở bên trong Play Together luôn á, bởi vì là mấy cái game ở trong đây nó vừa dễ chơi mà nó lại vừa hay nữa. Ok, tới khu vực trò chơi nè. Rồi bây giờ chơi game đâu? Vô các bạn ơi. Trời ơi, khó chịu quá. Và bây giờ các bạn không thể nào thấy được mình nữa. Thôi xin lỗi cái áo, nhưng mà tôi nghĩ là bạn sẽ hư sớm thôi. Nhưng mà tôi xin lỗi bạn. Ok các bạn ơi, và bây giờ chúng ta đã vào được bên trong gọi là cái trò chơi bắt cua của chúng ta rồi. Và bây giờ mình sẽ phải sử dụng cái tay này của mình để bắt cua nha. Ok, và mình sẽ cố gắng bắt cua. Ê, khoan. Nếu mà bây giờ là chơi bắt cua thì mình nghĩ là mình nên đeo bao tay lại thì nó sẽ vui hơn đó. Tại vì bình thường là mấy bạn ấn nút á, mình đâu có ấn nút được đâu. Bởi vì cái này là mình có một tay rồi, làm sao mà mình ấn nút được mấy bạn thấy không? Nên là nó khá là khó đó. Ui, khó lắm luôn á mấy bạn ơi. Thực sự rất là khó luôn á. Tại vì cái tay này của mình á, mình ấn nó kỳ lắm. Mình không biết phải diễn tả cho mọi người như thế nào nữa, nhưng mà nó khá là kỳ nữa. Ok, nhảy qua bên đây. Không biết được là bây giờ mình có gọi là vượt qua được cái trò chơi bắt cua. Không, cái này là do mình không thấy đường mấy bạn, chứ không phải là do cái game nó lỗi gì á. Cái đó là do lỗi mình. Ok, mình sẽ cố gắng vượt qua được thêm 5 cái bẫy này nha. Nếu mà mình vượt qua được 5 cái thì coi như là mình đã thành công nha mấy bạn. Ok, bây giờ đây, thất bại ngay cái đầu tiên. Niềm tin chiến thắng. Ôi, Shima cày hê à. Ok, vượt qua được cái đầu tiên rồi nè mấy bạn ơi. Bây giờ cái này sẽ là cái thứ hai. Cái này sẽ là khó quá mấy bạn ơi, rất là khó luôn á mấy bạn. Nếu bạn có lẽ là các bạn sẽ thắc mắc rằng là chơi bắt cua thì có gì đâu mà khó, nhưng mà nó khó lắm luôn á, tại vì mình không có kiểm soát được tay của mình. Vâng, và mình đã vượt qua được 3 thử thách rồi. Mình phải vượt qua thì mình nói vậy cho nó đỡ quê các bạn à. Ok, nhiệm vụ lần này của chúng ta là không được động vào cái cục màu đỏ đỏ này nè. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Later. Yeah!
Ok các bạn ơi, mình đã vượt qua được level thứ 4 rồi đây. Bây giờ mình sẽ lừa vượt qua thêm cái level cuối cho các bạn coi nè. Quá là dễ luôn các bạn ơi. Ok, bao tay của mình đâu rồi ta? Ê, cái này mình không biết nha mấy bạn ơi. Tự nhiên cái bao tay của mình nó biến mất á, chứ không phải là mình tháo ra đâu nha. Cái này mình không hề biết. Mình bị oan, mình không hề chơi ăn gian đâu nha. Bây giờ chúng ta đến với trò chơi tiếp theo thôi, let's go. Ok các bạn ơi, và như các bạn đã thấy được, đây chính là nhiệm vụ chum. Ok, và bây giờ của chúng ta đó chính là đua tốc độ. Thật ra là mấy cái trò này mình thấy nó khá là dễ, bởi vì mình là Việt Nam Racing Boy mà mấy bạn, nên là đó, shipper, ship. Em xin lỗi, em không gáy nữa, em không gáy nữa. Em hứa là em không gáy nữa đâu mà. Từ mai là em không gáy nữa. Bây giờ mình sẽ tập trung khả năng của mình, sử dụng IQ 200 để có thể nhảy qua được cái chỗ này. Mấy cái chỗ này nó gọi là non nớt thôi. Trời ơi, xém té luôn á trời. Nhảy qua bên đây. Ok. Ok. Tại sao mình lại phát ra cái âm thanh đó? Đừng thua mà. Yes, mình đến rồi. Ok các bạn ơi, và thử thách tiếp theo của chúng ta đó chính là phi vụ vượt ngục. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi tìm sự sống và đi tìm và tránh mấy cái ánh sáng này nè, đúng không? Ok, 3, 2, 1, let's go. Mình sẽ phải chạy để tránh mấy cái ánh sáng này. Ánh sáng kìa, ta không muốn gọi là bị người soi sáng đâu, bởi vì ta là ác quỷ. Mình là một con ác quỷ các bạn ơi, cho nên là mình không để cho mấy cái này nó soi sáng được mình đâu. Ồ, hình như là đây là một cái chích hả? Một cái chích là nếu mà chúng ta cứ đứng ở trong góc là chúng ta sẽ không bị soi sáng. Nhưng mà chơi vậy người ta gọi là chơi ăn gian mấy bạn. Mình sẽ không làm như vậy đâu. Ủa gì vậy? Còn một phút nữa trò chơi này của chúng ta mới kết thúc. Woo. Cái con kìa, hello, hello em nha. Ôi, các bạn đã nhận ra mình rồi các bạn ơi. Wow, các bạn đã nhận ra được mình ở trong cái tựa game Play Together này. Hello. Oh, cái chích này hiệu quả thật sự nha. Real hay phát á? Real nha. Mai 6:15 lên kênh Kairon TV coi là biết. Mấy bạn không thấy được chat đâu nhưng mà mình đã chat như vậy á. Đó, mình đã cho mấy bạn này một cái lời hẹn là mai 6:15 lên video của mình coi video là biết. No, no, trời ơi, tôi tưởng đây là một cái chết mà. Mình cứ tưởng nó là một cái chết chứ. Các bạn ơi, và đến với thử thách tiếp theo nữa của chúng ta vào thử thách thức tới 5 giờ sáng này đó chính là bây giờ mình sẽ chơi cuộc chơi đó chính là fashion show. Bây giờ mình sẽ gọi là chơi fashion show vào lúc mấy giờ sáng đó mình cũng không biết nữa, nhưng mà đại loại là mình sẽ thử coi là bây giờ mình có thể mặc một cái bộ đồ mà nó giống như là cái bộ đồ ở bên ngoài của mình hay không nha mấy bạn ơi. Ok, mình nghĩ là nó sẽ hơi khó đó, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử nha. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái bộ đồ màu đỏ. Thật ra chủ đề của chúng ta là về chủ đề quốc gia, nhưng mà thôi kệ, mình không chơi theo chủ đề luôn, mình chơi theo phong cách của mình. Mình chơi vậy nó mới chiến mấy bạn, chơi vậy nó mới máu. Ok, ok các bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nhặt một cái bộ đồ màu đỏ nha. Mình sẽ tổng hợp coi là bên trong đây có bao nhiêu bộ đồ màu đỏ. Ui, mình thấy là cái bộ đồ màu đỏ này khá là dễ thương. Ô, cái áo màu đỏ này cũng cũng được, cũng dễ thương. Ôi, tôi thấy cái áo màu đỏ này có vẻ là hợp lý nè mấy bạn ơi. Mình thấy cái áo màu đỏ này hồi nãy giờ là trông có vẻ hợp lý nhất nè, nhưng mà bây giờ mình cần một cái quần nó cũng màu đỏ luôn. Thì mình nghĩ là cái quần này được không ta? Cái này thì nó hơi bị giống kiểu rạp xiếc rồi mấy bạn. À quên nữa, tiện thể đó chính là tôi đang có một cái shop, đó chính là shop Roblox mang tên là kgrontv.net. Phải đúng tên shop mình ta. Ờ đúng rồi đó. Nên là mấy bạn nào mà muốn mua Roblox giá rẻ, hoặc là các bạn có muốn làm cái gì đó liên quan tới Roblox, hoặc là quay dòng sự kiện gì đó, thì các bạn có thể lên web của mình nha, nhớ ủng hộ mình nha. Ok, mang cái đôi giày này vô. Mình nghĩ rằng là để mà có thể biến thành Kairon mà phiên bản giống ở bên ngoài mình đang bận cái bộ đồ này thì nó cũng hơi khó đó. Cho nên là mình sẽ lựa cái tóc này. Rồi sau đó là mình sẽ đi lựa thêm có cái gì đó mà giống mình xíu không ta. Có một cái tay thỏ đây, nhưng mà tay thỏ này nhìn kỳ thế nhờ. Nhìn nó không có được liên quan chút nào luôn á mọi người. Sao mấy cái đồ ở đây nhìn nó cứ ngố ngố nào á. Ồ, mình thấy cái này có vẻ là hợp lý nè. Mình sẽ đeo cái này. Mấy cái cánh bên đây thì nó bị hàm hố quá nên là mình sẽ không đội đâu. Đợi thử cái này coi. Thật ra là nhìn cũng ổn đấy nhỉ. Nhìn cũng không tới nỗi tệ đúng không các bạn ơi. Thật ra là cái này mình thấy là nhìn cũng không tới nỗi tệ. Ok thế thì bây giờ mình sẽ chọn cái này coi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử cái sự lựa chọn này coi. Trời ơi, người ta biết rồi, để người ta bỏ cái này ra má ơi. Đội cái đầu con thỏ vô hả? Đội cái đầu con thỏ vô nhìn cũng nhìn cũng được nha. Nhìn cũng được nha các bạn ơi. Nó giống như là khi mà mình đội cái đầu thỏ ở bên ngoài đời vô vậy á. Ui, mình nghĩ cái này cũng là một cái ý tưởng gọi là khá là táo bạo đó. Bình thường là mình đâu có bình thường là mình toàn chơi dùng mặt thật không mà. Nhưng mà bây giờ mình sẽ
sẽ dùng thử cái mặt nạ này để coi coi là mình có thể gây được ấn tượng với ai không nha. Còn nếu mà không thì thôi. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi qua bên đây để mình lướt lại coi là còn cái áo nào thật sự không. Ui, cái áo đỏ này cũng được lắm nha. Mấy bạn nghĩ rằng là mình nên gọi là khoác áo đỏ hay là không khoác áo đỏ ta? Nếu mà bạn nào mà nghĩ mình nên khoác áo đỏ thì đừng quên like video này nha. Ù, mấy bạn đang like video hả? Ok, thế mình sẽ khoác vô. Mình cũng không biết là mấy bạn có đang like video không nữa, nhưng mà tại mình thích khoác vô á. Thêm cái dòng này thì cũng được, nhưng mà mình thấy là cái dòng này nó hơi bị lố lăng á, cho nên là mình sẽ bỏ cái dòng này nha. Ê, nhưng mà cái dòng đỏ này hợp lý nè. Thôi, mình quyết định là mình bỏ cái áo này đi. Mình sẽ mặc cái áo này. Ok, và đây chính là outfit của mình nha các bạn ơi. Cái outfit này á còn có cái tên gọi là thỏ sói ca, hoặc cũng có thể có một cái tên gọi đó chính là thỏ ác quỷ gì đó. Ok. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi là liệu cái tác phẩm này của mình sẽ đạt được top mấy giờ. Let's go. Chủ đề của chúng ta đó chính là một chủ đề liên quan tới Halloween các bạn à. Chủ đề Halloween thì khá là hot đấy. Ok, bây giờ mình sẽ vừa nằm và vừa ôm bụng mình để coi kết quả như nào nha. Many hours later. Tới mình nè. Kairon bên đi. Đó, bạn thấy bé thỏ của mình chưa? Nhìn nó cũng gọi là chững chạc rồi đó đúng không? Đấy, nhìn cũng hợp lý thế nhờ. Không biết là sẽ được top mấy đây. Và người chiến thắng đó chính là wow. Mình biết ngay là mình sẽ top 1 mà, các bạn thấy chưa. Bởi vì mình đã top 1 nên là các bạn đừng ngại cho mình một like để giúp video này đạt được 10.000 like nha. Ok các bạn à, và sau khi mà mình đã chơi game xong á thì bây giờ mình quyết định là mình khá là đói các bạn ơi, cho nên là bây giờ mình sẽ đi mua đồ ăn. Nhưng mà bây giờ là đang là 3 giờ sáng rồi nên mình sẽ mua đồ ăn tại cửa hàng tiện lợi nha. Và mình giới thiệu cho các bạn luôn đi. Xin giới thiệu các bạn. Các bạn thấy nguyên cái bộ đồ của mình không? Bộ đồ này là bây giờ có cái giày nữa nè. Cái giày này đúng cute luôn á. Và bây giờ mình sẽ mặc cái bộ đồ này để đi mua đồ ăn vào 3 giờ sáng. Một cái điều quá là bất ổn với mình. Nhưng mà thôi kể đi. Nhìn cũng ngầu rồi đúng không? Ok, đi theo mình nè. Tự nhiên cái mình cảm giác không đúng quá mấy bạn ơi. Nhưng thôi kệ đi, mình chỉ mua đồ ăn thôi chứ mình đâu làm gì đâu. Ok, và sau khi vào bên trong siêu thị tiện lợi thì bây giờ mình đang nghĩ coi là mình nên mua cái gì á, chứ thật ra là mình không có ý định là vô đây mua gì đâu, nhưng mà bây giờ phải nghĩ coi lên mua cái gì nè. Mình phải lấy cái giỏ cái đã. Khi mà mình vừa mới vào trong chỗ này á thì tất cả mọi người đều nhìn mình với một cái ánh mắt rất là lạ thường, kiểu bombastic side eye. Khi là mình đi mua đồ nhưng mà đi mua cho Simi nữa. Ok. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi mua đồ và mình sẽ đi lang thang ở trong đây để kiếm coi là mình cần những cái gì để mua nha. Let's go. Ăn buổi tối thì mình lại cực kỳ rất là thích ăn mì, cho nên là bây giờ mình sẽ mua mì nha. Đi mua mì là đi mua mì gói thôi. Mình rất là thích ăn mì gói vào buổi tối các bạn ạ. Quá là nhiều sự lựa chọn ở đây, mình đang không biết là nên mua cái nào. Và thế là mình đã chọn đại một bịch bánh, dù mình không biết là nó có ngon hay không nữa. Nhưng thôi kệ. Ui, mình thấy đây nó có cái nón lá Việt Nam này các bạn. Nhìn thấy không vậy? Nhưng mà đây là một cái bánh nha, chứ không phải là nón lá Việt Nam đâu. Ở trong đây công nhận là nhiều đồ sợ luôn á. Mình nhìn vô cái mình cũng không biết mua gì luôn á. Thế thì bây giờ mình sẽ phải mua nước. Mình nghĩ là mình cần phải uống một chút xíu cà phê các bạn ạ. Cái tay của mình cầm rất là khó luôn á. Simi là một người rất là thích nước yến, cho nên là mình sẽ mua nước yến để tặng cho Simi. Yeah. Nếu mà bạn nào không biết thì Simi đang bị bệnh các bạn ạ. Cho nên là bây giờ mình sẽ mua đồ ăn cho Simi. Và bây giờ đó chính là bước thanh toán. Ok. 3:30 sáng rồi. Tức là bây giờ còn nửa tiếng nữa thôi là 4 giờ rồi. Và mình không thể nào ở trong nhà chơi game suốt được các bạn à. Cho nên là bây giờ mình phải tìm cách để có thể tỉnh táo. Tỉnh táo lên nào. Các bạn thấy bây giờ mọi thứ ngoài trời đen thui không? Tính ra mình làm thử thách này hơi bị thật luôn á. Ok, cố gắng tỉnh táo lên. Mình sẽ cố gắng. Yeah. Ok các bạn ơi, và bây giờ đang là 4 giờ sáng. Và mình phát hiện ra là Simi vẫn chưa đi ngủ. Hello Sim. Lý do là bởi vì Sim đang bị bệnh đó các bạn ơi, cho nên là bây giờ Sim vẫn chưa đi ngủ. 4 giờ sáng rồi chưa đi ngủ thì mai làm sao mà làm việc đây. Đời lý do mà không ăn nhiều.